Chào tất cả anh em nhá. Lâu lắm rồi thì mai mình mới lại đi câu nhá. Mai mình trộn mồi lăng xê này cho thằng cu em nó đi câu. Sáng mai mình sẽ nó câu thì mình sẽ xuống mình quay phim một chút. Hôm nay thì khác mọi khi nhá, khác một tí thì anh em tí xem mình trộn mồi thì mình thêm cái gì thì biết. Khoai lang một cân anh em, ngọt sạch vỏ đấy thôi. Khoai lang Nhật nhá, khoai lang Nhật thơm đấy anh em, khoai lang này nó mới thơm, nó mới bổ. Đầu đuôi này cắt bỏ hết đi. Do công việc mình cũng lâu rồi mình không đi câu được. Này trộn để cho cô em nó đi câu nên mình cũng không có thời gian. Nhiều anh em còn tưởng cái kênh của mình không hoạt động cơ, mình vẫn bán lăng xê với cả mồi lăng xê anh em nhé. Và đa số bây giờ do là mình không ra video, thế nên là lăng xê với cả mồi câu thì rơi khoảng tầm 90% là bán cho toàn là anh em quen thôi. Cái gói mồi mà mình gửi tặng theo anh em, gói mồi nhỏ nhỏ ấy thì là nó tỷ lệ với cả 4 lạng 5 lạng khoai lang anh em nhé. 5 lạng khoai lang đi thì đây là do mình chia đôi. Thì đấy là mình chia đôi ra anh em câu thử, câu test thử buổi. Đây là mình trộn nhiều anh em nhé, nên mới một cân khoai lang đấy. Khoai mình sắt nhỏ ra, sắt đôi sắt ba ra để cho nó nhanh, để cho nó nhanh chín anh em ạ. Thứ nhất là nhanh chín, thứ hai là cái lúc mình bóp nó cũng dễ. Nói anh em mà luộc khoai này thì cái lúc mà nó còn hơi hơi ấm ấy để anh em bóp mồi thì nó dễ hơn, với cả nó quyện mồi hơn. Để nguội khoai nó khó bóp, mồi nó cũng không quyện bằng cái lúc mà nó còn đang còn hơi hơi nóng nóng. Để ăn thì anh em để cả củ luộc cả vỏ, đây là cho cá ăn là sạch sẽ hơn cả người. Gọt sạch sẽ đi, chỗ nào sâu xia các thứ anh em phải cắt hết đi nhá. Rồi. Chẻ 3 chẻ 4 ra cho nó nhanh chín. Anh em cắt xong thì bỏ vào rửa sạch đi. Rửa qua nước đi. Bỏ lên đun. Một cân để mà cắt ra được nhiều phết đấy anh em ạ. Đùa đâu. Cái này câu một buổi thoải mái mà. Đây cho ra chậu rửa đi. Rửa qua đi nước. Rồi. Bỏ lên bếp luộc. Xong. Ra thì cái này thì mình cứ quay mình làm cà kê thôi, chứ còn mấy cái này là cắt đi cũng được, để đến lúc cắt cái video này đi cũng được, để cái đến cái đoạn trộn mồi thôi. Kệ, làm con cà kê cho anh em thấy nó tỉ mẩn tí nhá. Cho lên bếp này. Rồi sau khi khoai chín rồi này, lần này là mình có cho thêm một ít cơm anh em nhé. Cho thêm hai cái thìa cơm nhỏ nhỏ ấy. Đây là còn đây là gói mồi mình gửi tặng anh em này theo này để câu test thử. Đấy. Thì hai gói mồi thì là một cân khoai lang. Ok. Chuối tây này. Chuối tây 2 quả. Anh em lấy cái chuối tây mà nó chín nó đồi mồi như kiểu chuối của mình nhé. Đừng có mà chuối sượng, câu nó không hiệu quả lắm đâu. Chép tàu, gói chép tàu này anh em nào mà không mua được thì cái lúc mà lấy đồ ấy bảo mình lấy cho. Mình gần quán đồ câu, mình ra chạy ra mình lấy cho. Nó có 15.000 một gói mà ra quán đồ câu đây mua có 15.000 một gói chứ cũng có đắt đâu anh em. Hai gói chép tàu này.
Giờ thì anh em đảo lên thôi, bóp thật kỹ. Tôi ngại nhất là cái khoản bóp này. Đây. Do là khoai nó bị nguội rồi nên bóp nó hơi cứng. Lúc đấy mải ngồi chơi quá đâm ra là không bóp được, lúc nó đang còn ấm anh em ạ. Anh em bóp nhuyễn hết ra. Bóp bao giờ cảm giác như kiểu tất cả các thứ nó quyện vào là thành một thứ ấy. Nên là ok. Thì với cả cái tỷ lệ trộn như này thì mình cho thêm khoảng một bát nước con anh em nhé. Gần một bát thôi. Ám chừng gần bát thôi, nhiều quá là nó bị mồi nó bị nát đấy. Còn nếu mà anh em đánh khô thì khô hẳn, nhão thì nhão hẳn nhá. Không ấy là giờ dở gương là mồi nó kết vào như kiểu là keo ấy, đến lúc ấy xuống nước nó không tẩy ra được đâu. Đấy, tác hại của cái việc để khoai nguội này, bóp nó cục nó cứ như ngón tay là khó bóp anh em ạ. Nên là khuyên anh em là cứ bóp cái lúc mà nó đang còn ấm ấy, nóng nóng tay một tí thì càng tốt. Nó bây giờ nó sẽ dậy mùi hơn. Cho thêm ít nước vào. Chết rồi, khả năng mình cho thêm hơi quá tay này. À, không sao. Này, khả năng là tí vẫn phải thêm tí nước. Đấy, cố gắng bóp nhuyễn chút ra nữa thôi là mang như này là mang ra hồ đi oánh luôn được. Còn gì đâu. Nay thì cô em nó đi câu. Chủ nhật cô em nó đi câu. Mình trộn mồi cho nó thôi, xong rồi tí xuống hóng tí. Xong rồi về. Mày mấy cô em nó đi câu cơ. Nó hẹn nhau tụ tập đông đông câu giải trí. Dịch bệnh này làm ăn làm cái gì cũng chán anh em ạ. Dịch bệnh này chính ra thì có thời gian thì chỉ cứ ra hồ mà ngồi thôi. Vừa có cái ăn này, vừa đỡ dịch bệnh. À, nó bóp cái khoai mà lúc nó khô rồi rất chi là nhức nhối anh em ạ. Nó vón cục vào bóp rất chi là ức chế. Anh em mua được cái khoai mà nó tươi ấy. Một cái bản khoai của mình là nó cũng hơi để người ta để ở đấy nó cũng hơi lâu rồi sao ấy. Mình về mình gọt nó không có nhựa mấy. Chính xác giờ cũng lâu lắm rồi mình không đi câu đấy. Mà trộn mồi thì mấy cái công thức này thì nó hẳn ở trong đầu rồi. Trộn thích trộn lúc nào thì trộn thôi. Mồi này xem nào. Hai gói chép tàu 30.000. Chuối thì đi ra mua một quả, hai quả thì người đang bán này đi ra mua cả nải 10.000, nửa nải là 10.000, là 40.000. 40.000 mấy cả cái mồi của mình cho là 10.000, mồi của mình nữa đi là 50.000. 50.000 mấy một cân khoai 20.000 nữa là 70.000. Mất 70.000 đấy anh em ạ. Còn cơm thì tính gì, cơm này sao là cơm nguội, cơm ngủng. Cơm đáng bao nhiêu đâu, đâm thôi bỏ qua đấy không tính anh em nhá. Cũng mất 70 hổ mồi này đấy anh em. Không ít đâu. À. Cái trộn mồi câu lăng xê thì nó hơi đắt đỏ hơn mồi câu lục một tí anh em. Đây là đắt đỏ, đắt so với cả như kiểu là mình đánh thí ngủ thôi, chứ còn nếu mà so với cả đi đánh chấm đen, chấm đủng thì nó vẫn cứ là rẻ. 100.000 đi đánh chấm đen bây giờ ra làm cái chục cân ốc 150 rồi đúng không, chưa tính đồ thập phẩm chi khớt. Bóp ra xong mà đập bện vào. Thế
thôi, lúc nào cô em lên đi câu thì nó cứ gión ra thôi, tí xong thì mình nắm cho nó mấy cục lăng xê, nắm sẵn cho nó mấy cục, cho nó xuống nó chỉ việc câu thôi, không phải ném, không là hết thì tự nó nắm vậy. Này câu ở cái hồ 100.000 đây anh em. Mấy cái chỗ đằng trong tường này nó nhiều cây lắm, không biết nó có biết đường câu không, ném vào đây cá nó lôi lướt hết cả lăng xê. Lăng xê thì đắt 50.000 bộ chứ phải ít đâu. Tí mình đưa cho nó 4 bộ đánh 1 cần. Xong anh em nắm nắm thử tay mình thấy độ dẻo nó vừa phải, ok là được. Em tí nước chế độ hơi nhão rồi, hôm sau này đánh luôn thì được, để đến hôm sau là nát hơi nhão anh em ạ, kệ đi chả sao, nhão thì ném nhẹ còn khô thì nắm mạnh thế thôi. Rồi. Anh em trông cái này thôi mới được nhiều phết đấy, khoai gọt đi cho là còn 8 lạng này, 8 lạng khoai mới chấp đầu 2 gói cho là 3 lạng nữa là 1 cân mốt. Cân mốt chuối lúc nay nó khoảng cân rưỡi mồi đấy anh em, cân rưỡi hay cân mồi đánh lăng xê như này là thoải mái, cân rưỡi nó rồi khoảng tầm 1 cân rưỡi. Có được không nhỉ, có được cân rưỡi, cả hai quả chuối nữa không? Hai quả chuối có được 2 lạng không? 2 lạng được cân 3, khoảng tầm cân 3 đến cân rưỡi. Này mà, nếu mà đi câu đây là câu cả ngày, còn câu hồ nào nó mà có, người ta cho câu tiếng thì trộn nửa hồ này là câu thoải mái rồi. Còn nào là người ta cho câu ca khoảng 5 tiếng, 4 tiếng đấy thì đánh trộn một nửa này. Này anh em câu thoải mái, mà nếu mà thừa thì về cứ cho ngăn đá thôi, hôm sau giã đông đi câu tiếp, cả cả anh em để vài tháng được chán sao, mồi vẫn ngon. Không vấn đề gì cả. Đấy. Giờ lấy túi ni lông cho vào thôi. Ok, thế là xong. Mất hơn chục phút trộn một rồi. Đang xê mình anh em nhá. Đây là những cái bộ lăng xê đã câu được chinh chiến rất chi là lâu rồi. Và như này, anh em đi câu lăng xê về thì nhớ tháo xốp ra, đừng có để như mình này, tháo hết xốp ra, lưới nó không bị hoen. Đấy, mồi lúc bây giờ đấy. Và mình nắm trước mấy cục cho thằng cô em, cho nó xuống nó đỡ phải nắm. Anh em lắm mồi lăng xê thì có người có cắm lưỡi ngực, cắm lưỡi xuôi, cắm nọ cắm kia, thì thực ra thì theo quan điểm cá nhân của mình thì cắm ngực cắm xuôi nó không quan trọng thôi anh ạ, bởi vì xuống đến nước khi mình ném cái cục mồi ra ấy, mà mình như kiểu mình này mình trộn nó dễ tơi này, lúc mà ném xuống nó rơi xuống đến nước là gần như là xốp lưỡi tôm nó bung hết ra rồi, không nhận phải xong cặp xuôi thì nó cũng bung ra xung quanh hết rồi. Nên là anh em không phải lo về cái chuyện cắm ngược hay cắm xuôi. Đấy, xong anh em ghim xốp xung quanh và chia cái căn căn đều ra để cho nó không bị dối lưỡi vào nhau thế thôi. Góc quay này thì mình quay để nó quay dở quá, không quay được hết. Giờ chỉnh lại thì tay nó bật rồi, ok. Sáu lưỡi thì găm 5 lưỡi vào, lưỡi ở dưới cuối thì thôi anh em không phải găm vào, để luôn nó ở ngoài đấy, không găm vào trong đâu, ném ra đằng nào nó bung ra mà. Rồi đang tính thử xem anh em nào đi câu đêm không, thì tranh thủ câu đêm thôi, ban ngày cũng bận lắm anh em, ngồi chơi quá. Rồi tôi xem ở trên YouTube thấy một vài bạn review cái hồ này, cũng chắc là mấy bạn hỏi rồi đi câu thì hôm qua hồ này câu thì hồ nhà Lượng, nhà này nó Lượng
thấy mấy bạn bạn nào ấy, cũng đi quay phim ở đây câu. Thực ra câu đây thì nó rẻ, nó có 100.000 thôi anh em, ngồi đến bao giờ thì ngồi, ngồi cả ngày. Nhưng mà người hồ câu người ta cũng thoải mái, anh em câu không phải nghĩ. Hôm nào mình thích đi câu ban ngày cơ, bởi vì câu ban ngày thì quay phim anh em nhìn nó mới thích, nhưng mà câu buổi tối, câu buổi tối thì nó mới lại tiết kiệm được cái thời gian mà mình không phải đóng cửa hàng. Mình không phải là run đâu nhá, người tay mình nói chất canh như thế đấy, anh em lại bảo là hôm này thiếu rượu hai cục, hôm trước ba cục đã nói rồi, thì còn một cục để cho nó xuống nó tự lắm, bao giờ hết thì nó tự lắm, đánh có một cần thôi mà, một cần, cây cần xanh huyền thoại của mình anh em tặng đấy. Nhiều anh em hỏi mình câu cần gì đấy thì mình chả biết là câu cần gì, tại vì cái cần đấy là do có một bạn bạn trước bạn ấy tặng. Gãy ngọn lần này là lần thứ ba rồi, cái ngọn của nó bây giờ không phải ngọn gốc nữa rồi, ngọn nó bây giờ là cái ngọn màu trắng. Còn mình lại nhờ đưa em tấn nhổn đấy, đôi câu tấn nhổn nó thay cho cái đầu cần, à biết là thay cho cái đầu cần thì màu trắng nó đã lệch màu. Mình cố gắng sắp xếp hôm nào đi câu buổi tối, cố gắng ra nhiều clip, tại vì đang dịch bệnh thì cố gắng thực ra thì câu ham lắm, đi câu về làm ruốc, về làm lọ làm kia, câu liên tục nó cũng hàng năm, nhưng mà cũng một thời gian mình vẫn tự dưng nó lại cũng lười đi câu. Thế ra mình bây giờ là bản thân mình bây giờ là lười đi câu này, không sung như đợt trước nữa. Thứ nhất là vì tính chất công việc, thứ hai nữa là cảm giác là ngại đi câu. Anh em nào lấy lăng xê, mấy cặp mồi câu lăng xê thì cứ hú mình đó, để lại số điện thoại. Để lại số điện thoại là mình gọi ngay, luôn. Không có thể là mình ít lên kênh hơn, có thể là một hôm hai hôm mình gọi. Còn có thể là một số lúc mình lên kênh mình sẽ gọi đúng lúc, mình có thể là số điện thoại là mình gọi. Rồi mình hướng dẫn sơ qua rồi lấy đồ như thế nào đấy, làm trộn chuẩn môi chuẩn mũi. Đến giảm anh em mình do là không lợi như cấp đồ bán rồi còn cho anh em hữu ích. Bây giờ có nhiều cái người ta bắt trước mình, người ta làm là nó cũng cái kênh của mình ít hoạt động khác ngày xưa, tất cả đồ đạc rồi là các thứ nó vẫn chuẩn như thế. Giờ đi lấy cái túi cho ba cục xe nắm vào và vào ok, cho vào cái túi này, bỏ lên trên chất đầu tiên. Này ra đến hồ là nó chỉ việc móc vào nó ra cần cái này nó ném xuống nó câu thôi. Nắm rồi nó đỡ được chất tay, lại nên tiện tay. Sốt cũng không cần nắng nhiều, mà đi tầm này câu thì có mà câu có mấy ngày chả hết. Thì sốt ném hạt tung, hạt tông, có khi được cá nó mới buông sốt, còn không được cá thì tôm nó gặm được từ nay thôi. Rồi ok, tức tí cô em nó xuống nó lấy đồ mình ra hồ sau cho nó đi câu trước anh em nhé. Đi ra mình tranh thủ ra hồ mình quay đẹp. À, ông xuống mẹ, ông xuống đấy, ông xuống, tôi xuống luôn này. Tôi đều biết mơ xuống chỉ giờ cá nó đi mẹ nó xong mình đi đấy. Xuống đi. À thế xong ra đấy tiện lấy luôn mấy bộ kia. Bộ gì? Mấy bộ lúc nãy mắc ở cây đấy. Ok đó bạn này. Rồi kìa, hào còi đá hết cả mùi ra rồi kìa. Cái mùi kia kìa. Tao cho mày không mắt ra. Tao cho mày không mắt ra kìa. Làm câu đầu. Đây là hả? Đừng nhập đi nhỉ? Hỏi mà bơi giỏi nhỉ? Ui! Nhờ đúng không? Đúng không? Nhìn đúng chỗ. Má Hảo bơi đi. Nhìn, nhờ, nhìn đúng chỗ hỏi không? Hải túng kia là nó lôi lên được mà. Đấy, lăm lạng. Úi giời, dính cả bộ trước đúng không? Lên đi.
nên rồi đâu phải lấy. Đấy, tiện gỡ luôn mấy bộ trước. Phải bảo thế thằng Hải nó mới xuống chứ. Bác cho mày xuống thật đấy. Mày tin mày xuống không? Dài đấy à? Đen rồi quen đỏ đi. To phết đây, hơn cân. Gỡ gỡ luôn mấy cái bộ kia, em để cả vật đấy được. Ôi, cu tháo ra. Tháo ra. Chỗ đấy lông à? Tôi sợ là ông đéo chưa được rượu ở trong nhà tôi thôi. Rượu nhà tôi chưa. Chưa được. Hai bộ lúc nãy ở chỗ cây đấy còn không? Ừ, nó bị đứt dây cước ở đấy đấy. Đi mót xem còn nữa không ạ? Sáng ấy dứt thì chắc là còn dây cước ấy. Các bạn lúc sáng nó quanh nó dứt ở chỗ cây nào thôi. Kia dây cước thấy vẫn còn lòng thòng kìa. À đây rồi. Mày nó dứt vào lục. Ồ, dâm vào lục đả đấy nó cũng bình thường, nó không bâm được vào đó. Thôi mày. Cắm vào. Sáng làm tít lên đấy cả. Đi ngồi đấy bêu lắng à con. Ngồi trong cho mát đi. Lục à? Ờ kia nhìn thấy bộ lăng xê kìa. Tít trên. Không phải của mình á? Ở đấy kìa, đấy. Ở ngọn cây đấy nhìn thấy không? Kìa. Đây, xốp đây. Cái cành đấy cành gì đấy? Đúng rồi hả? Ở trên thẳng đầu em ấy, thẳng trên đầu ấy. À. Mình chọn đúng bộ của mình mới lấy cơ. Gác cái vợt vào cái cành cây ấy, gì cứ phải xách. Hải, gác cái vợt vào cái cành cây ấy. Thôi cũng thấy thôi. À cái lúc nãy cái về sau nó ngay ở cái chỗ cái chai ấy Hải. Kéo đá mẹ nó tôn. Hải. Cái lúc nãy dứt nó ngay ở chỗ cái chai ấy. Ở cành cây chỗ cái chai xem còn không? Không à? Không, cái lúc nãy mà con cá nó lôi đứt cơ mà. À thế hai cái đấy rồi à?
giáo. Anh Hải ơi, à. Tùng bảo lông chào mào treo ở cây ổ ấy. Ông Tùng đi về à? Đi đâu vậy? Chiều lên Lạng Sơn đây. Con chú xuống tiến cơm nhà. Ông về được mấy hôm? Mỗi đợt về được mấy hôm? Về thứ 6 thứ 7 nhật. Hôm nào lấy khẩu súng nhá. Ông thấy tôi lên đi Hải lọ mọ đéo gì. Ông mấy ông kiếm mẹ quay ra say rượu lại mẹ phán nhau. Tôi mới lấy cho phát đi đánh nhau ngày thì đánh bạn nhau cùng bài. Thôi thì mẹ mày tôi tập thừa ạ. Tao treo nhà cho nó đẹp thôi. Tao bây giờ để nhau đâu. Ông ý đừng nói là cái trước ấy. Mẹ lấy cho các bố về các bố lại đi mẹ mày phán nhau ngay. Chả đúng nhưng mà anh chẳng có cái đấy anh còn lý đấy nhỉ. Dịch cước lúc sáng đấy à? Em gác cái vợt lên cái gốc cây là được mà, gì phải túm cho mỏi tay. Uầy, mấy bộ lên xe, bọn nó toàn cá lui vào đấy á. Có khi con nào nó dính cái lăng xê thì nó chết rồi, cả nó chết không? Chết rồi, hôm trước anh câu ở cái chỗ, ở đây chỗ này hôm trước buổi tối dứt, thế nên hôm sau xuống con trôi về hơn 2 cân, nổi trắng bụng. Gì người đấy là gì ra thế nào được? Con nào nó chỉ là cố gắng nó nhịn đau lắm nó dứt thì nó còn thoát, không có là chết, đa số chết. Nó mà dứt thì đa số từ cái lúc đầu mình dòng nó đã đứt bố rồi. Chúng nó đứng ngay ở gần của anh Lâm đúng không? Lại cái đội đấy. Hôm qua tôi qua mất con mẹ hai thùng nữa là vì. Bọn tôi đi từ xe pha đấy ngon đấy, pha đấy phải hơn lít đấy. Pha đấy phải 120 đấy. Hôm tôi bọn tôi đi từ xe ra đến đấy. Nó gọi vào. Ơi. Chưa bộ đội đặc cấp. Không có cá thì mình ăn gà. Sao lại không có cá? Bao nhiêu cá kêu bảo không có cá. Không để buộc chân nó có. Rồi, để ô nó. Cá đây anh em. Đấy này. Sang. Phải thêm cùng nữa. Mất mất 3 con rồi anh em nhé. Ba chim một trôi là 4. Không mất là được 7 nhá. Hiệp sáng cháo lòng, à hiệp trưa thịt gà.